Xin thưa bà con bác, hiện tại ba mấy đang đứng đây là ngã ba đường Trung Đảng nè bà con. Ở đây là ngã ba đường Trung Đảng, đường Nguyễn Tất Thành, hồi xưa là đường Trịnh Minh Thế. Giờ mời bà con cô bác lên xe ha, để cùng với ba mấy đi dạo Sài Gòn sáng ngày hôm nay. Hi, hello, xin chào tất cả các cô, chú, anh, chị và các bạn. Trời ơi, coi kìa, khổ quá bà con. Đây là đường Tôn Đản. Rất vui được gặp lại các cô, chú, anh, chị và các bạn trên kênh của ba Michael. Sài Gòn ngày hôm nay là ngày 15 tháng 8 2023. Bây giờ là 10 giờ sáng. Nhiệt độ bên ngoài là 31 độ C. Bên tay phải ba Michael đây, hồi xưa là hãng bóng đèn điện quang đó bà con. Trước năm 75 thì nó là cái gì ba Michael không biết. Còn cái chỗ trường tiểu học Xóm Chiếu này nè, hồi xưa đó là trường là có một cái kho hàng á, một cái nhà kho. Chỗ này hãng giày Bata. Nơi đây là ngay chỗ góc này là người ta gọi là cầu cống nè. Chợ này là chợ cầu cống nè. Giờ mình đi vô. Mời bà con cô bác cùng với ba Michael đi dạo vòng quận Tư nha. Chợ này là chợ cầu cống. Năm 1900 bao nhiêu ta, khoảng năm 84 ba Michael dọn về đây sống nè bà con. Bên tay phải ba Michael đây. Đi hồi xưa là đi cái con đường bên kia, bên cái chỗ cầu trong vô. Thì xin thưa bà con bác, bên tay phải ba Michael đây, hồi xưa toàn là nước không, nước mênh mông. Lúc đó là thuê nhà ở bên đây ở, lúc đó chưa có mua nhà riêng ở bên quận Tư. Đi thuê nhà ở. Thì xin thưa bà con bác, cái căn nhà ở bên đó, cái mé bên tay phải nè, hồi xưa là nước không nhà bà con. Nó là cái đặt cầu trong đó. Nhà và dưới nhà sàn, ở trên là ván lót ván gỗ. Rồi ở dưới là nước không à. Hồi xưa ở là cái khu quận Tư này là đầm lầy ao hồ nhiều lắm. Năm 84, ba mấy rồi nhớ, năm 84. Cái thời đó là bà con cô bác biết là thời đó khổ dữ lắm. Từ năm 75 đến năm 86. Trời ơi, ta nói cái thời điểm đó là cái thời khổ sở lắm. Vừa chiến tranh nữa nha bà con. Chiến tranh biên giới Tây Nam á. Khổ nhất là trong cái giai đoạn mà từ năm 75 cho đến năm 80, 81 ha. Trong cái chiến tranh đó, vừa chiến tranh mà vừa khó khăn về kinh tế nữa, khổ lắm. Đến năm từ năm 83, 84, từ năm 84 là bắt đầu nó dễ thở chút rồi đó. Nhưng mà 86 thì bắt đầu là ok. Thời đó dân Sài Gòn thì xin thưa bà con bác là chỉ có một nghề một thôi. Nói chung là cũng tùy, hồi đó công nhân là ngon, ai mà đi làm cho ai làm công nhân hãng xưởng là ngon nha bà con. Còn gia đình ba Michael thì thời điểm đó là chỉ có đập ba gác rồi đập xích lô. Đúng rồi, đập ba gác và xích lô. Dù rằng là trước năm 75 là học ở Đại học Văn khoa nha bà con. Đại học Luật, Đại học Văn khoa. Nhưng mà sau năm 75 khổ lắm. Đi chỉ có biết là đi buôn bán giống như này, bà con bắt thấy chợ búa này nè, đó. Đi mà chợ này bây giờ cũng ngon nha, chợ này là có điểm cố định nha bà con. Hồi đó hả, hôm nay bán chợ này, mai bán chợ kia. Khổ lắm. Rồi chưa kể nhiều khi bị tịch thu nữa chứ. Tại vì mình bán cái kiểu mình không có, mình bán theo kiểu mà mình lấn chiếm á bà con. Đôi khi mà xuống là bị tịch thu là mất hàng luôn, ngồi đó mà khóc thôi chứ làm gì. Rồi Nam á, thì có sức lao động á, thì đi đạp xích lô, đi đạp ba gác, hoặc là ra chợ Cầu Muối á, làm bốc xếp. Còn nữ thì đi bán trái cây,
Đó, gia đình của ba Michael sau năm 75 là vậy á. Mấy anh chị em trong nhà đó đầu cái nương nhau mà sống. Hồi đó vì cái cuộc sống vậy cho nên là phải ở chung nha bà con, không có cái chuyện như bây giờ á, bà con có bác thấy không? Giới trẻ nó lấy chồng lấy vợ là nó ra ở riêng hết trơn. Thời nay là ba Michael nói thiệt chứ sướng lắm rồi đó. Sướng hơn hồi xưa nhiều lắm. Hồi đó là một cái gia đình là phải ở chung cả chục người. Ở chung để nương nhau mà sống. Anh chị em rồi cha mẹ cứ gom lại ở chung. Rồi người này làm được cái này đó, rồi cộng cộng vô, người này choàng qua cho người này. Thời đó mà ai đi làm công nhân là ngon, là số 1. Thì nói ra vậy là để cho bà con biết là cái cuộc sống bây giờ là nó sướng lắm, sướng nhiều lắm rồi. Bây giờ hả, mấy đứa trẻ đó, bây giờ một cái người nghèo cũng vậy đó bà con đó, họ cũng lo cho con cái họ ngon lành lắm. Đó, bây giờ nhìn thử đi bà con, bác nhìn thử đi. Giàu thì lo cho con họ theo cái kiểu giàu, còn nghèo thì lo cho con họ theo kiểu nghèo. Nhưng mà bà con bác nhìn chung lại đi, những đứa trẻ bây giờ nó sướng hơn những đứa trẻ thời mà sinh ra cái thời đó, sướng nhiều lắm. Thời đó miếng vải ba mày còn nhớ mà. Bà con cô bác có tin không, vải mà nó thiếu đến nỗi mà ba Michael mà coi như là lấy miếng vải này mà đắp qua miếng vải kia mà may cái quần đó bà con. Ba Michael nhớ hoài, hồi đó ba Michael ra đường mặc cái quần, một cái quần dài. Mà hồi đó nhà nào cũng có cái máy may bà con, không có cái kiểu bây giờ mà đi ra ngoài đường này mà đi đi hở một chút đi ra ngoài. Bây giờ ba Michael nói thiệt, bây giờ cuộc sống bây giờ sướng lắm đó bà con. Ba Michael nói thiệt, nếu mà so vào cái thời mà thập niên 80 đó, giữa thập niên 70 đến 80 á, bây giờ sướng lắm. Hồi đó ba mày còn lớn rồi đó, chứ mà đi ra đường là xin thưa bà con bác lấy cái may cái quần dài mà lấy cái miếng khúc vải này dư nè, đắp vô khúc vải này rồi mai là cái quần dài, cái ống quần bên đây nó màu này, cái ống quần bên đây nó màu này nè, nó như vậy đó bà con. Nói vậy là bà con bác đủ hiểu ha, chứ không phải là bây giờ là tâm sụt tông ha. Áo phải đi với quần này cho đủ bộ ha, không có đâu. Hồi xưa cái quần là cái ống này, cái màu này, tại vì sao vải á thì lấy cái khúc này còn dư khúc là khắp vào khúc này đó vậy đó, mà do là đồ tự may nữa đó, nhà ai cũng có màn máy may, ai cũng biết may đồ hết á. Hồi xưa là ai cũng biết may đồ nha bà con, tự nhà may đồ cho mình mặc luôn. Tay nghề mình xấu thì ráng mà chịu đó, chứ đâu có cái kiểu rồi bắt đầu khổ lắm. Thời nay con cái sướng, người nghèo con cái của mấy người nghèo cũng sướng nữa. Cha mẹ làm công nhân xin thưa bà con cô bác, con cái cũng sướng nữa. Đời mình nó khổ rồi thôi, giờ mình cho nó sướng cũng được. Hồi đó đi chơi mà đi cấp Vũng Tàu là cũng là xịn rồi đó, còn thời nay con cái hả, nghèo chứ cũng đi chơi được đó bà con có thấy không, nghèo thì nghèo nhưng mà vẫn đi chơi được, chứ hồi xưa nghèo làm sao mà đi chơi. Bây giờ nghèo cũng phải đi ra ngoài đường ăn được, đúng không? Công nhân muốn dẫn con cái đi ra ngoài đường ăn tô phở cũng bình thường. Nhưng mà xin thưa bà con bác, hồi thời của ba mày cầu ăn tô phở là nó quý lắm nha bà con. Ăn tô phở quý lắm. Nói không phải nói chứ giờ phải bôi bác, chứ hồi xưa ba mày cầu ăn tô phở là chỉ khi nào bệnh thôi nha bà con. Bệnh mà coi như là phải ráng cắn răng mà mua tô phở về ăn cho tẩm bổ đó, chứ không phải là muốn ăn được cái tô phở là ngon đâu nha bà con. Muốn ăn ổ bánh mì gà, xin thưa bà con cô bác, cũng phải là có dịp gì đặc biệt lắm mới được ăn ổ bánh mì gà. Còn bà con cô bác hồi nay con nít bây giờ người nghèo cũng vậy, mua ổ bánh mì chuyện bình thường. Hồi đó ba mày còn chỉ có một cái khái niệm là ăn cơm nhà thôi. Hồi đó là ăn cơm nhà quanh năm. Mà ăn là xin thưa bà con bác, ăn ra gia đình của ba mày còn ăn trong tiêu chuẩn nữa, chứ không phải là muốn ăn như bây giờ con nít nó mập thù lù đâu, ăn uống quá độ.
Hồi đó làm gì mà có chuyện mập mà con. Hồi xưa ai cũng, bà con của bác không, ba mấy cô không nói, không biết bà con của bác sao chứ. Gia đình của ba mấy cô từ nam đến nữ, từ già đến trẻ, rồi rôi người không à. Cũng nhắc đến nhôm mà cái mặt lồi hai cái xương hàng gò má ra luôn á. Rồi đến sau năm 86 bắt đầu gia đình của ba mấy cô mới đỡ đỡ được chút nha bà con. Cũng đạp xích lô, cũng đi đạp xích lô. Nói chung là cuộc đời sau năm 75 là gắn liền với chiếc xích lô nha bà con. Tại vì không biết làm gì khác ngoài đạp xích lô á. Đạp ê mông luôn. Rồi năm 86 là bắt đầu thấy đỡ đỡ rồi. 86, 87 là bắt đầu thấy đỡ đỡ rồi. Là bắt đầu cuộc sống bắt đầu nó mới trở lại bình thường. Đó, là có bắt đầu là cái của ăn, của dư, của để rồi bắt đầu là nó ổn ổn được chút. Chứ trước đó thì thật sự là khổ lắm. Đó, thời nay con cái và con bác ha, đi ra đường là ăn cháo đậu rồi đó. Hồi đó hả, ăn cơm nhà, đi chợ, mà thậm chí trong nhà có đếm theo đầu người đó nha bà con. Ba mấy cò nói hồi xưa là ăn trong tiêu chuẩn. Giả sử là thịt mua lấy thịt về, rồi xin thưa bà con bà bác là sắc theo đầu người, đếm đầu người là sắc bao nhiêu cục là mỗi người ăn đúng tiêu chuẩn của mình nha bà con. Không phải như bây giờ á, bà con bà bác thấy ba mấy cò đi qua bên nhà ba má vợ, ba mấy cò ăn cơm mà con phải không? Một đống một ê, ai muốn ăn nhiều ăn. Đó, bây giờ sướng nhiều lắm. Cuộc sống Sài Gòn ngày nay bây giờ sướng lắm bà con. Hồi đó hả, ăn thịt kho trứng là phải cắt đều coi nhà, coi đó nhà ba mấy cô là bao nhiêu người, cắt ra bao nhiêu cục. Trứng á, cũng một cái trứng, hai cái trứng gì đó cũng phải sắc ra cho nó đều, cho đủ. Đó, cơm á, gạo á là ăn đông từng chén nha bà con. Giả sử nha, cái người này ăn khả năng ăn hai chén, mà bữa đó mà ăn ngon miệng mà ăn ba chén là không có cơm nha bà con. Đó, củi thì như quế mà gạo như châu luôn á. Ăn đúng trong tiêu chuẩn, ăn thêm là không có. Rồi thôi là ăn bo bo, cơm độn, chuối, chao chuối. Chuối là đếm từng trái. Đó, nhà của ba mấy con hồi xưa là như vậy đó bà con. Cái gì cũng vậy, từ lớn đến già trẻ đó. Ưu tiên là cho con nít trước ha. Thời nào ba mấy con thấy con nít cũng sướng ha. Hồi đó khổ khổ thì người lớn khổ thôi, chứ con nít cũng có đâu có khổ. Ưu tiên con nít trước, con nít là được ưu tiên hàng đầu. Rồi con đường này đường Tôn Đản nè bà con. Nhắc cái chuyện mà khổ khổ này bà con có thấy không? Mới đây nè, hình như là hôm nay là mới họp gì đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục gì đó. Là đang nói là vấn đề mà tại sao mà giáo viên bây giờ nghỉ việc nhiều quá. Rồi hôm bữa trước ba mấy cậu coi như là cũng có một cái bà gì xưa như cũng phó chủ tịch hay là gì đó, phó chủ tịch nước hay là gì đó, nguyên phó chủ tịch nước hay là phó chủ tịch nước gì đó, cũng nói, cũng lên tiếng nói rằng là bây giờ vấn đề mà lương giáo viên không đủ sống à, cho nên là cái vấn đề bây giờ là làm sao à, bây giờ một vấn đề là bây giờ phải làm sao để cho giáo viên phải đủ sống chứ. Cứ bây giờ mình cứ lên án, có một số người ba mấy cậu thấy á, cứ lên án là giáo viên đi dạy thêm, rồi ép học trò đi học thêm, thì cái đúng là điều đó mình không cổ xí nha bà con. Cái đó là thật sự không có đúng. Tại vì cái việc mà ép cho học sinh đi học thêm hay là này nọ rồi đi dạy thêm này nọ để kiếm thêm thu nhập, cái đó thì thật sự là ba mấy cậu không cổ xí việc đó. Nhưng mình cần phải nhìn nhận ra cái mấu chốt cái vấn đề tại sao họ phải làm như vậy. À, tại sao họ làm như vậy, mình phải nhìn nhận ra cái vấn đề đó. Cho nên là bây giờ là giải quyết gốc gác á, là bây giờ là phải làm sao ít nhất cũng phải làm cho cái nghề giáo viên người ta phải đủ sống nha bà con. Khi mà người ta đã đủ sống rồi thì xin thưa bà con bác, họ không có làm mấy cái việc đó đâu, giải trường mệt muốn chết rồi về dạy thêm chi nữa. À, cuộc sống mình cũng ăn uống vừa đủ rồi cần chi. À, chỉ có cái là người ta không đủ sống thì người ta mới nghỉ việc. Chỉ có cái người ta không đủ sống người ta mới đi dạy thêm. Đó, thì giờ mình nhìn lại cái mấu chốt thôi.
Nhưng mà nhìn chung quy, nếu mà so sánh á, Sài Gòn mà sau năm 75, thập niên 75 á, 80 á, đến thời điểm bây giờ thì ba mày gọi nói là Sài Gòn phát triển dữ dằn lắm rồi con. Nhà cao tầng mọc lên như nấm, đường xá, giao thông, cầu cống cũng làm ngon lành. Hồi đó thì cũng bị lên án là cứ ngập hoài, ngập miết, ngập mãi. Nhưng mà bây giờ bà con bác thay đổi nhiều lắm. Mùa mưa giờ rồi nè, cái khu vực của ba mày cồn nó chỉ còn có một vài khu vực nó ngập thôi. Chứ hồi xưa là nó ngập te tua tơi tả. Có nghĩa là xã hội dần dần nó cũng đang thay đổi lên từng ngày rồi. Chẳng qua là nhanh hay chậm thôi, nhưng mà ba mày cồn thấy có một sự thay đổi rất là nhiều, lớn lắm. Mà điều đầu tiên mà ba mày cồn nhận ra nhất đó là cái thế hệ mà con nít bây giờ sướng hơn hồi xưa cái thời của ba mày cồn nhiều lắm. Phải nói là vậy á. Cái thời của ba mày cồn là ví như là giống như dưới địa ngục đi, thì cái này là nó nằm ở trên thiên đàng luôn, chứ nó không phải nằm dưới mặt đất nữa. Nó khác nhau như vậy đó bà con. Con nít thời nay nó khác nhau như vậy á. Thời con nít của ba mày cồn hồi đó là nó nằm tuốt ở dưới, còn bây giờ nó nằm trên thiên đàng á. Chứ nó không phải nằm ở dưới mặt đất, nó lửng lửng ở giữa đâu, nó lên tới trên luôn rồi đó. Và một cái thiện điều nữa đó là con nít bây giờ là được học. Thời của ba mày cồn mù chữ nhiều lắm. Ở Sài Gòn, những người sống ở Sài Gòn còn được đi học đỡ đỡ. Chứ còn dưới trầm tầm ra vùng ven Sài Gòn thôi, tao nói mù chữ nhiều lắm. Mà hồi đó nào là có phong trào bình dân học vụ nè, dạy ban đêm nè, trời, sau năm 75 là coi như là phong trào xóa mù cũng nhiều lắm nha. Rồi đến mãi đến năm 2000 vẫn còn phong trào xóa mù nha bà con. Ba mày còn nhớ là có một cái chương trình hình như mới đây nè. Mới đây nè, hình như là cái chương trình này cũng hay lắm nè bà con. Cái chương trình mà tình nguyện viên mà mùa hè xanh đó bà con, của mà bên thành đoàn á, ba mày còn nói thì cái chương trình đó hay. Ba mày còn thấy cái chương trình đó hay, cực kỳ hay. Giúp đỡ cho bà con người dân rất là nhiều trong cái vấn đề mà xóa mù á bà con. Đi về những cái vùng sâu vùng xa. Ba mày còn nói hả, Việt Nam mình mà có phát triển hay không phát triển á, tất cả mọi thứ nó đều nằm ở trong vấn đề là xóa mù á bà con. Mà bây giờ không phải là xóa mù nữa, mà phải nâng cao trình độ dân trí luôn á. Chứ không phải là đơn giản là xóa mù là chỉ biết đọc biết viết thôi, mà bây giờ mình phải nâng kiến thức lên nữa. Bây giờ đi xóa mù thì biết chữ thì chỉ vô làm công nhân thôi, mà bây giờ là mình phải đặt mục tiêu lên là con cái mình nó phải có nghề, con cái mình là nó phải vào trường đại học này nọ, chứ không phải đơn thuần là chỉ là xóa mù. Xóa mù bây giờ nó biết chữ, nó học đến lớp 8, lớp 9 thì nó đi vô nó cũng chỉ làm công nhân thôi. Mà mình phải nâng cái dân trí của dân mình lên nữa. Thì ba mày gò nói là cái công việc mà của thành đoàn, ba mày gò thấy cái chiến dịch mùa hè xanh hay lắm. Vừa tạo cho thanh niên có một cái cống hiến, mà vừa giúp được cho người dân nữa. Đây là đường Trần Đạo nè ba, với đường Nguyễn Thái Học. Không, cuộc sống từ từ nó cũng thay đổi, nhanh hay chậm thôi. Mà nói nào ngay cái thanh niên tình nguyện là hầu như là bên thành đoàn đó bà con, là hầu như là trong giới trẻ không á. Và giới trẻ đó là cái yếu tố mà giúp cho đất nước phát triển hay không là nhờ vào cái yếu tố đó đó bà con. Nước mình mà có mạnh, có mau mạnh hay là mau giàu hay không là nhờ vào lớp giới trẻ đó. Chứ còn bây giờ cỡ như ba mày cồn thì già khằng cứu đế rồi làm được gì đó đâu. Giờ chỉ tạo là coi như là tạo tinh thần cho mấy bạn trẻ ráng cố gắng học hành đó. Thì cái đời đó mấy cái bạn mà khi mà có trình độ dân trí cao thì đất nước mình tự động nó đi lên rồi. Dân trí cao thì tự động đồng lương cao đó, đồng lương cao thì tự động là cái cuộc sống nó sung túc đó, thì tự động là đất nước mình nó sẽ trở thành một cái đất nước phát triển. Đây là phố đi bộ Bùi Viện nè. Hôm bữa trước ba mày cậu đi dạo qua đây một lần nè, ba mày cậu thấy có một sự thay đổi rất là lớn ở tại đây nha bà con. Thứ nhất là mấy cái hàng quán bây giờ họ bán trên lề đường, họ không tràn xuống đây nữa. Chứ hồi đó bà con bác không, họ tràn bàn ghế ra tới ngoài đây luôn. Rồi thứ hai nữa là những cái vũ công ở đây nè, xin thưa bà con bác, ba mày cậu thấy là mặc là bây giờ là mặc quần dài rồi. Chứ hồi xưa là mặc cái đồ mà giống như là
cái đồ mà còn hơn cái đồ đi tắm biển nữa. À, mặc cái giống như là mặc cái giống như dạng giống như là mặc cái áo su áo ngực với lại cái quần slip thôi đó. À, ghê lắm, phản cảm lắm, nhưng mà bây giờ ba mẹ còn không biết sao giờ cũng nhảy, các cô vũ công vẫn nhảy, nhưng mà mặc đồ nó đỡ đỡ hơn chút. Ừ. Rồi không có lấn chiếm ra đường nữa. Đó, cái điều đó là ba mẹ còn thấy có sự thay đổi đó bà con. Đó. Cái gì cũng vậy. Hình như ba mẹ còn nhớ có cái bài nhạc này cũng hay lắm nè. Hình như nói về đoàn thanh niên rồi phải. Chúng ta hát bài ca thanh niên tình nguyện. Chúng ta đến cùng sâu nơi xa mọi miền. Tuổi trẻ có thanh niên đầy nhiệt huyết trong tim. Bạn cùng ta hòa mình vào mùa hè xanh. Hình như đúng là hát bài mà về mùa hè xanh này đúng rồi. Ba mẹ còn nghe trên TV ra rã hoài luôn á. Về đồng bằng phương Nam ta đắp đê ngăn chân lũ tràn. Dạy đàn em học hành dựng căn nhà cho người neo đơn. Ta đi lên Trường Sơn mở con đường lịch sử hào hùng. Ta đi lên vùng cao giúp đồng bào trồng cây rừng. Cho nên ba mẹ còn nói là cái lớp trẻ này là có cái chương trình này rất là hay luôn bà con. Mùa hè xanh hay lắm, giúp biết bao nhiêu lợi ích cho đồng bào của mình, mà cho cái tuổi trẻ nó nhiệt huyết, nó lại thích làm như vậy đó bà con. Bây giờ ba mẹ còn thấy các chùa cũng vậy nữa. Hồi xưa là các chùa là có những cái hội nhóm rồi gì đó là đi vô chùa là ngồi thiền rồi đi tu ha. Còn bây giờ ba mẹ còn thấy là các chùa bây giờ cũng bắt đầu là mở rộng phong trào để cho các giới trẻ nó có một cái để làm những cái công việc thiện nguyện đó bà con. À, ba mẹ còn thấy giờ các chùa bây giờ cũng đang từ từ làm á, đưa tạo điều kiện cho các bạn trẻ đi để dấn thân vào công việc và phụng sự xã hội. À, đi giúp đồng bào này nọ. À, ba mẹ còn thấy mấy cái chương trình nó hay lắm, mà những chương trình như vậy lại thu hút giới trẻ rất là nhiều nha bà con. À, thu hút giới trẻ nhiều lắm. Các giới trẻ bây giờ là họ lại chịu cái gì đó, là ba mẹ còn thấy cái đó cũng hay. Thay vì thời gian đó bỏ vào chơi game, thay vì đó thời gian đó bỏ vô mà la cà vô mấy cái quán nhậu hay là quán bar vũ trường, thì giờ các bạn trẻ sẽ dành thời gian đó, một tháng hè vừa qua nè, các bạn trẻ đi về những vùng sâu vùng xa để giúp đồng bào mình, một công việc rất là ý nghĩa. Rồi thay vì hồi xưa các chùa các chiền thì hướng dẫn là các Phật tử vào rồi hành thiền rồi đi tu tụng kinh này nọ, bây giờ ba mẹ còn thấy là các chùa bây giờ còn mở rộng ra những cái vấn đề mà thiện nguyện xã hội nữa. À, đi giúp này nọ, giúp bà con, đi làm từ thiện, gọi là đi làm từ thiện đó. À, hướng các bạn trẻ về làm điều tốt cho xã hội. Mùa hè xuân lung linh trong mắt đang che thơ. Trường làng vui cho em gấp sách về y tờ. Ngoài đồng sâu có hay những giọt mồ hôi rơi. Ngoài bờ đê có con trâu già nằm ngủ mê. Mùa hè xanh, bao yêu thương, ôi mùa hè xanh bâng vương, đi muôn phương, lưu luyến tình quê hương. Trong tim ta, ôi mùa hè xanh thiết tha, vang câu ca trên những chặng đường xa. Rồi, con đường này là đường Phạm Viết Chánh nè bà con. À, bên đây là trường Hoàng Thị Năm năm xưa nè. Tên của ông đại tá đó. Ông là coi như là đại diện của Quỹ hội quốc tế của Việt Nam Cộng Hòa đó bà con. Đại diện của Việt Nam, ông đại tá Hoàng Thị Năm. Rồi bên đây phải mà mình gọi đây là công viên Phong Châu. Hồi xưa là đường rầy xe lửa ở đây nè. Bên bé bên đây nè. Rồi ở đây là ngã 6 Sài Gòn.
Rồi thôi giờ để ba Michael dành chút thời gian để ba Michael nói về đường phố Sài Gòn. Nãy giờ tâm sự có, rồi kể cũng có. Nhiều có thể là nhiều các cô chú bác không thích nghe. Thì thôi ba Michael làm về đường phố thì giờ để ba Michael dành chút để làm về đường phố. Thì ở đây là hồi xưa là ngã sáu Cộng Hòa. Bà con cô bác còn nhớ không? Ngã sáu Cộng Hòa mình ở đây là có tượng đài cảnh sát quốc gia đó. Rồi con đường này là đường Hùng Vương nè. Bên tay trái là công viên Âu Lạc, còn gọi là công viên Đại Hàng á. Tại sao gọi là công viên Đại Hàng? Bởi vì đây là do công binh Đại Hàng xây dựng nha. À, công binh Đại Hàng xây dựng cái công viên này cho nên gọi là công viên Đại Hàng. Còn hồi xa xưa nữa thì nó là vườn bông Khải Định á. Và bên đây là 7 căn biệt thự của nhà chủ quả nè. Đó, giờ bây giờ ba Michael sẽ bù đắp lại là ba Michael sẽ chia sẻ về đường phố ha. Rồi bên tay phải này là số 4 Hùng Vương nè bà con. Nơi đây là vào hồi năm 54 gì đó là nơi đây là cái tầng gọi là cái quân y viện Chi Lăng đó bà con. Quân y viện Chi Lăng là xưa giờ về đây. Ghét không? Nãy giờ nói chuyện đó, hát hò không sao, không ngạt mũi. Cái tự nhiên giờ đó đi về đường phố cái tự nhiên nó ngạt cái mũi nè. Rồi đây là đường Hùng Vương. Đây là đường Bê Chữ Ký, bây giờ nó là đường Lê Hồng Phong. Đây là mũi tàu nè, bên tay phải là công viên Hòa Bình nè bà. Công viên Hòa Bình này là cũng là công viên Đại Hàng luôn á, do công binh Đại Hàng xây dựng. Hồi xưa ngay vô cái bảng vàng vàng đó là cái hồ nước nha bà con, không phải là cái hồ nước mà là cái bùn phun nước. Nè, có cái đình nè. À. Cái đình đó giờ là nơi dành để cho mọi người mắc võng, mấy người nghèo á bà con. Họ vô võng này họ nằm. Tối biết có ngủ không đó không biết nè. Mà cái công viên này bây giờ đỡ rồi bà con. Chứ hồi đó nơi đây là tệ nạn xì ke ma túy nhiều lắm. Trời ơi bên đường này nè. Bây giờ nơi đây là nơi nó hình thành ra một cái khu chợ trời. Nó hình thành ra một cái khu chợ trời nữa. Thấy ghê ha. Tán đủ thứ giày dép luôn. Mà ba Michael không biết là xịn hay dởm đây. À, một cái khu bên đây nữa nè bà con. À.
đa phần khách hàng mua cũng toàn là người nghèo không á bà con cô bác ha. Đi Long Khánh, Đồng Nai. Dựng căn nhà cho người neo đơn, ta đi lên Trường Sơn mở con đường lịch sử hào hùng, ta đi lên vùng cao giúp đồng bào trồng cây gây rừng, áo xanh thâm đoàn ta thanh niên tình nguyện gớm công sưng kỷ niệm đời được có thanh niên đầy nhiệt huyết trong tim phần bước chân lên đường. Tinh lung linh chung măng đàn trẻ thơ đường với đi từ ngoài đời đây là bệnh viện Phạm Ngọc Thạch nè bà con. Bệnh viện này là hồi xưa là nhà thương Hồng Bàng. Chắc hồi xưa cổng chính là ở đây. Còn đây là trường tiểu học Hùng Dương, trường trung học phổ thông Hùng Dương. Bên kia là Đại học Y Dược đó bà con. Hồi xưa là Đại học Y Khoa. Bên phải là trại Trần Nguyên Hãn. Rồi Bamigo xin chào tạm biệt tất cả các cô, chú, anh, chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô, chú, anh, chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là Bamigo. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.